Cái của ly hôn sẽ không thay đổi, nhưng quá trình không được gây ảnh hưởng đến con cái. Em đang nhìn gì? Mình chia tay đi. Nếu như mà tôi không đi nước ngoài á, tôi cũng không nỡ bán đâu. Cô yên tâm, lần sau cô có ghé lại mua túi thì tôi sẽ chiết khấu cho cô. Giá túi hiện tại là 75 triệu. À, xin lỗi, giá túi thu vào mới được cập nhật. Thương hiệu này hiện tại thu lại là 65 triệu một túi. À, ngại quá, hồi nãy tôi nói sai. Giá túi hiện tại là 65 triệu. À, không sao. Cảm ơn cô nha. Để xem lát nữa cô có thể cười được nữa không. Hôm nay thật sự là cảm ơn cô. Tôi cũng đặt nhà hàng rồi đấy. Tôi đã nói là không cần rồi mà. Bạn. À, chồng. Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi. Còn đây là các đồng nghiệp em. Cũng là đối tượng ngoại tình của anh. Chào em. Chào anh. À, các ngồi đi, đừng khách sáo nhé. Ừ. Anh cũng đừng đứng đó, ngồi đi. Ờ. Nem chồng và Tiểu Tam đặt cùng một bàn. Chỉ là tôi muốn ly hôn. Tôi cần bọn họ lộ rõ bản chất. À, các xem còn muốn gọi gì thì gọi thêm nhé. Ừ, tôi thấy dây đủ rồi. Chồng ơi, em đi vệ sinh một lát, chồng tiếp đại các nhé. Đã sắp xếp hoàn hảo, tôi không tin hai người không lộ rõ bản chất. Để em đắp nước cho anh. Cũng cẩn thận đấy. Ôi, chết rồi. À, không sao đâu. Xin lỗi Mai, tôi lỡ tay. Không sao. À cô Cát này, tôi rất ngưỡng mộ cô. Không kết hôn, không con cái, thoải mái tự do, muốn làm gì làm. À mà con trai của mình rất đáng yêu đúng không chồng? Trong điện thoại của chồng tôi có rất là nhiều hình, để tôi cho cô coi. Điện thoại của chồng tôi. Cái này chức năng nhận diện khuôn mặt ở trên điện thoại anh bị hỏng, anh nên mang đi sửa mà. Hai người không phải mới lần đầu gặp nhau đúng không? Em nghe anh giải thích đã. Em đang hiểu lòng anh đấy. Anh với cắt. Thôi được rồi. Diễn qua diễn lại hoài, không mệt hay sao? Tôi với anh Đạt đã chia tay rồi. Chia tay? Thế như cô nói, người phạm tội ngừng ăn trộm là sẽ không phạm tội nữa sao? Chứ cô theo dõi tôi, lấy bằng chứng, không phải là xâm phạm quyền riêng tư sao? Vi phạm hay không, hãy để luật sư nói. Cô cũng tìm luật sư đi. Lần sau tôi sẽ đến tìm cô cùng với luật sư. Mai, em nghe anh giải thích đã. Em đợi anh giải quyết xong chuyện này nhé. Em sẽ quay lại tìm anh.